Xin chào tất cả các bác. Thưa bác, đây là cái rượu chữa viêm chân răng các bác. Rất là công hiệu và nó cũng tác dụng là giảm đau trong khi bị sâu răng, đau răng, nhức răng ấy. Rất là tốt. Thì trong cái bài thuốc này có những thành phần nào và cái công dụng của nó ra làm sao thì hôm nay con sẽ giới thiệu cho bác về những cái vị thuốc đó. Chúng ta hãy cùng đi các bác nha. Đây các bác, chính là cây cái vị thuốc đầu tiên trong cái bài thuốc chữa viêm chân răng các bác. Đây là cái cây cúc áo các bác nhé. Đây, chính là cây này đây các bác. Cái lá nó đây các bác. Đây, con sẽ quay từ gốc cho bác xem. Đây này, gốc ở đây. Đấy. Cây này có chiều cao trong tự nhiên nó khoảng 70 cm. Cây cúc áo này họ thuộc họ cúc. Đấy. Lá thì mọc đối nhau đây các bác. Lá mọc đối nhau. Đấy. Và hoa thì ở đầu cành. Những đặc điểm rất nổi bật của những cái cây họ cúc. Cây này đến mùa đông nó sẽ bị lụi đi các bác ạ. Do vậy đến tầm tháng 8 hay đến tháng 9 ấy, thì người ta sẽ thu hái cả rễ này, cả thân và cả cái hoa này mang về. Cái thân và rễ, cái lá này thì người ta sẽ ngâm rượu. Lát nữa Quân sẽ cho các bác xem cái rượu ngâm của cây này. Còn cái hoa này các bác, cái hoa này người ta sẽ để nó đậu quả và sau đó người ta sẽ, đây này các bác, như là cái hoa này này đó, như cái hoa này để ra người ta sẽ gieo đấy, trong thời gian là đầu năm sau sẽ gieo. Các bác thấy đặc điểm nổi bật nhất của cái hoa của cái cây này đó là cái hoa ở đầu cành này, cái hoa hình đầu các bác nhé, hình đầu và chóp nón này các bác. Đấy, hoa màu vàng. Một cái đặc điểm để nhận biết chắc chắn trong tự nhiên đó là cái cúc áo. Là các bác lấy cái hoa này các bác ngắt cái hoa vàng này các bác, ngắt cái hoa này và các bác nhá một cái này các bác nhé, một cái đây, bởi vì là nếu mà nhiều thì sẽ là quá liều. Các bác nhá nhẹ thôi, đưa lên miệng nhá nhẹ thôi. Nếu mà nó có vị tê, nó vị tê đầu lưỡi ấy, và nó là một loại thuốc tê tự nhiên mà các bác, thì đó chính là cây cúc áo. Còn cây lá này các bác, cây lá này, cây lá thì nó không tê bằng cái hoa đâu nhá, nó không tê bằng hoa. Nhưng cây lá này nó cũng tê và cái mùi của cái lá này nó rất giống với cái mùi, cái vị của cái lá cây sắc diều, một trong những vị thuốc mà chữa bị ngộ độc phụ nữ sau sinh bị ngộ độc ấy, Quân đã giới thiệu trong một video các bác. Thì cái lá này nó có mùi nó như kiểu mùi chám ấy. Nó rất giống với mùi cái sắc diều. Đấy. Thì để nhận biết trong tự nhiên các bác lưu ý những đặc điểm như vậy. Một là lá này, cái mùi, hai là cái mùi của cái vị của cái hoa của cây này. Sau đây Quân sẽ giới thiệu cho các bác về những cái bài thuốc liên quan đến cái cây cúc áo này. Một là cái cách dùng độc vị. Thưa các bác, trong trường hợp mà các bác bị đau răng ấy, các bác bị đau răng do sâu răng này hoặc là viêm lợi này, nhức răng ấy, nhức đau buốt, tê buốt, thì các bác có thể là dùng cái hoa này, cái hoa này các bác nhé, cái hoa này một cái thôi các bác nhá vào đúng cái vị trí bị đau ấy, thì nó có tác dụng gây tê và giảm đau rất hiệu quả. Đây là một loại thuốc tê trong tự nhiên điển hình nhất. Đó là cái bài thuốc thứ nhất. Thứ hai nữa là cái cách dùng mà để ngâm rượu các bác. Đây bác, đây là chai ngâm rượu cái cúc áo đấy. Thì cách ngâm thì đơn giản là các bác phơi khô cái rễ, cái thân và lá của cái cây này.
Đấy, phơi khô, sau đó các bác cho vào một cái chai và các bác đổ đầy rượu lên để đổ rượu ngập cái thuốc này. Đấy. Thì sau thời gian là khoảng 2 tuần là các bác có thể dùng rồi. Đây các bác, Quân sẽ đặt máy xuống và đổ cái rượu này ra cho bác xem. Đấy các bác, cái rượu màu vàng vàng này các bác. Thưa bác, cái rượu này tác dụng giảm đau rất tốt các bác nhé. Giảm đau gây tê rất tốt. Do vậy là trong cái trường hợp các bác bị đau răng này, hoặc là trẻ em mà lung lay răng ấy, răng chuẩn bị nhổ ấy, mà nó đau ấy, thì các bác có thể là lấy cái bông chấm một ít thôi các bác nhé. Chấm một ít cái rượu này, chấm lên cái vùng đau ấy. Đấy, thì nó có tác dụng giảm đau rất tốt. Đấy, các bác lưu ý là chỉ chấm một ít thôi, nếu mà chấm nhiều ấy thì nó sẽ tê, nó gây tê vùng lưỡi, gây tê, nó rất là khó chịu. Chấm lượng vừa vừa đủ thôi thì tác dụng giảm đau rất tốt. Ở đây là cái kinh nghiệm dân gian này, các Quân muốn chia sẻ cho các bác để sử dụng cái cây cúc áo này trong trường hợp bị đau răng, nhức răng, rồi trẻ em nhổ răng, chuẩn bị nhổ răng ấy, thì các bác có thể dùng cái rượu của cây cúc áo này. Ở đây là cách dùng độc vị ngâm rượu của cây cúc áo. Sau đây cô sẽ giới thiệu cho bác về một cái bài thuốc sử dụng cái cây cúc áo và kết hợp với các vị thuốc khác trong cái bài thuốc chữa viêm chân răng. Đây các bác, cái chai thủy tinh này các bác. Đấy, chính là ngâm rượu của cây cúc áo cùng với những vị thuốc khác đấy các bác. Cô sẽ rót cái rượu này ra cho bác xem nhé. Cái màu nó cũng tương tự với cái màu của cái rượu cúc áo không đấy các bác, nó màu vàng này các bác. Trong cái trường hợp bị viêm chân răng các bác, thì các bác thường bị đau không phải một răng đâu, mà có thể là 3-4 cái răng liền đấy các bác. Thì các bác có thể sử dụng cái rượu này trước khi đi ngủ các bác nhé. Trước khi đi ngủ các bác sử dụng cái rượu này, lấy bông các bác chấm vào, lấy rượu này chấm vào cái khu vực răng bị đau ấy các bác, bị tê buốt, bị đau ấy. Đấy, thì sử dụng trong khoảng 3-4 ngày thì những triệu chứng đau do viêm chân răng nó được thuyên giảm đáng kể. Và đồng thời là những thành phần trong cái bài thuốc này nó tác dụng là tiêu viêm rất tốt. Đấy, đặc biệt là viêm chân răng. Đấy, tác dụng điều trị viêm chân răng rất tốt trong dân gian. Thì trong cái bài thuốc này gồm những vị thuốc như nào thưa bác? Thứ nhất là cây cúc áo, thứ hai là vỏ cây gạo, và thứ ba là vỏ cây ruối các bác. Hai loại cây này ở dưới suối rất là nhiều. Đấy. Những vị này các bác lấy lượng bằng nhau, phơi khô cũng được mà dùng tươi cũng được các bác nhé. Sau đó là các bác cho rượu ngập cái thuốc và để trong khoảng 2 tuần là có thể dùng được. Khoảng 2 tuần là đã ra màu rượu như này các bác, là có thể dùng được rồi. Thì thưa bác, khi chấm cái này, Quân lưu ý các bác này, khi chấm cái rượu này thì các bác chấm lượng vừa phải các bác nhé. Chấm lượng vừa phải thôi, vừa đủ để hết cái cảm giác đau thôi. Còn các bác chấm nhiều nó sẽ tê răng lưỡi, tê răng lưỡi rất khó chịu. Bởi vì cái cây cúc áo và cây ruối này tác dụng giảm đau rất tốt. Đồng thời nó cũng là cái vị thuốc gây tê. Nên nếu các bác dùng nhiều quá liều nó sẽ tê cả cái lưỡi, cả vùng lưỡi, nó rất là khó chịu các bác nhé. Để con lưu ý các bác như vậy. Đấy các bác, Quân cũng muốn chia sẻ thêm cho các bác này. Cái cây cúc áo đây các bác, cây cúc áo này là có hai loại các bác nhé. Cái loại mà Quân cầm trên tay này tác dụng nó yếu hơn các bác này. Cái loại này là đặc điểm phân biệt các bác nhá. Cái cây cúc áo mà có tác dụng tốt hơn, đây các bác. Đây. Cái cây này tác dụng tốt hơn là cái cây mà nó có hoa mà nó không có cái cánh ở dưới các bác nhá. Không có đài cánh ở dưới này, đây. Cái cây này là tác dụng ít tác dụng kém hơn các bác này. Đấy, cái cây này này tác dụng kém hơn các bác nhá. Nó có những cánh hoa xòe ở phía dưới này các bác. Đấy. Và cái kích thước hoa này nó to hơn so với cây cúc áo. Đây, cái cây mà Quân dùng thường dùng đây là cây này. Chính là cái cây này, cái hoa nó hình hình đầu này các bác. Đấy, nó không có những cái cánh ở phía dưới. Là cây tốt hơn các bác nhá. Quá trình sử dụng các bác lưu ý có hai loại nhá. Cái loại này là chúng ta là đấy, thân nó cũng tím tím này, thân nó tía tía các bác này. Thân nó tía tía và nó mềm hơn.
trong tự nhiên thì nó xòe xuống đất các bác, nó là đất. Còn cái cây cúc áo mà Quân sử dụng nhiều hơn ấy là thân nó thẳng đứng nha các bác. Đấy, thân thẳng đứng và thân nó không có sắc tố tím đâu, nó có màu xanh như này các bác. Đây mới là loại chuẩn các bác nhá. Còn cái loại thân tía này các bác, thân tía này mà hoa to hơn này và nó có cánh hoa ở phía dưới ấy, thì cái loại này các bác không nên sử dụng. Cái loại này vẫn là cúc áo nhưng mà là cúc áo mà cái tác dụng gây tê giảm đau nó rất là kém, không bằng cái loại này đâu các bác. Thôi, một cái video rất ngắn, Quân muốn chia sẻ với các bác cái kinh nghiệm sử dụng cây cúc áo. Các bác nhớ đăng ký kênh YouTube của Quân nha. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều.